Okay. Bây giờ mẹ Kiều yêu nó bao nhiêu ngày rồi? Nói như vậy, nói thành khẩn đây nha, chứ không phải nói kiểu đó ngay giờ. Yêu nó bao nhiêu ngày rồi? Hơn 20 ngày rồi. Hơn 20 ngày, ăn nằm nó bao nhiêu lần? Ăn nằm như thế nào thì cũng biết rồi. Ăn nằm với nó bao nhiêu lần? Nói chính xác đi, chứ không phải nói kiểu đó đâu. Nhà này bây giờ không có chứa chấp cái thứ như vậy đâu. Ăn nằm với nó bao nhiêu lần? Ăn nằm với nó bao nhiêu lần? Ta không bao giờ ta đăng trên mạng, hiểu chưa? Cái thái độ như này ta quay đỡ ngày mai, đỡ cho ba Hùng mẹ Thảo thấy cái thái độ không hối lỗi. Hối lỗi gì? Ta không xin lỗi đâu. Mày sai rõ ràng ràng, mày không xin lỗi hả?